Từ xưa vô lượng tội tình, những khổ bao chướng quanh mình bủa vây. Tề địa ngục khổ thay, như lời Phật dạy chẳng ngày thoát ra. Chịu bao thống khổ khảo tra quanh, tề ngục tưởng là sắc vây. Trên thì lưới sắc dân đầy, dưới thì rừng kim đao dày đang nhau anh. Bốn bề lửa dữ thổi vào, tội nhân trong đó kháng nào nướng quay. Cửa thành cho sắc bao vây, nanh dài vuốt nhọn mắt tày anh sao anh. Trên không chim sắc đua nhau, móng gan mỏ thép móc hầu tội nhân. Đầu trâu ngục tốt rần rần, hết là đánh đập chặt bầm phân thấy anh. Lại thêm xe kiếm đao cày, trên công bổ xuống bảy ngày ruột gan. Như vậy muôn tháng ức năm, sống thì chẳng đưa trên càng không xong. Mà khổ bao như thế chẳng cùng. Con xin khẩn thiết hết lòng ăn năn, còn bao khổ bao nghiệp nhân. Đọa vào địa ngục cánh tầng khác nhau, khổ bao thân rã chẳng đầu. Vào nơi cây kim núi đau thọ hình, khổ bao thiêu đốt thân mình. Nằm giường sắc nóng mặn tình kêu la. Khổ bao nghiền nát thịt da, bánh đao xe lửa nghiến cả nát thay. Khổ bao chân nấu nướng quay, chui vào lò lửa tan thay vạn dầu. Khổ bao tàn phủ nát nhầu, vào ngục nuốt sắc uống dầu đồng sôi. Khổ bao xương nát thịt rơi, vào ngục côi sắc say người nát tan anh. Khổ bao ăn nói dối gian, trâu đen cày lưỡi miệng tràn máu tươi. Khổ bao lòng đốt rã rời, dây đen địa ngục sáu thời siết căng. Khổ bao ngập nướng trôi sông, chìm trong địa ngục tro hồng phấn sôi. Khổ bao da nứt thịt phơi, chôn địa ngục lạnh đời đời giá băng. Khổ bao tàn sát hung hăng, địa ngục chim sắc sói lang cắn nhầu. Khổ bao đâm chém lẫn nhau, địa ngục đao kiếm móc hậu bầm thay. Khổ bao bị nương bị quay, địa ngục ngậm lửa tối ngày đốt thui. Khổ bao kẹp nát hình hài, địa ngục bánh sắc nghiêng say tâm bành. Khổ bao mổ xẻ thân mình, đọa vào hắc nhĩ cưng hình khảo trai. Khổ bao chém chặt bánh da, địa ngục núi thịt mù lòa tối thui. Khổ bao thịt lũng xương lồi, địa ngục cưa xe khắp người đóng đinh. Khổ bao mổ cắt xe phân an, địa ngục mọc sẵn treo mình ngưỡng chân. Khổ bao nóng nực thiêu thân, địa ngục cháy đốt rần rần gào la. Khổ bao mờ mịt bao la, muôn đời chẳng thấy anh lòa núi vây.
khổ báo như dại như ngay à ba ba bốn ngục đêm ngày lạnh căm à bốn ngàn tám vạn ngục phân à đêm ngày thông khổ muôn phần đớn đau khổ báo có ruột rút đầu à vốn thương nào tùy biết đâu nói cùng nhốt giam lẫn lộn trùng trùng mà nhiều đời cha mẹ với cùng bà con ngay thân mình lung chẳng còn à cũng xa ngục đó oán hận chứa chan à tháng ôi chẳng thể nghĩ bàn muôn phần thông khổ vạn lần đau thương ngày nay sám hối mười phương chỉ thành cầu khẩn cúng dường chư tôn nguyện cho khổ báo ngàn muôn tất cả tan biến tận nguồn gốc mây thương nguyện nhờ công đức chi thành ăn năn sám hối pháp lành hiện ra khổ báo địa ngục hằng xa tỳ thành sắc thấy là tinh thánh ăn ánh đạo cũng chỉ là danh kẹp cầm địa ngục biến thành an vui nỗi đau cây kiếm vạm soi biến thành cam lộ mắt tươi sen hồng đầu cho mặt ngựa tàn hung biến thành bồ tát đẩy lòng từ bi tội nhân ngục tốn theo phi tại đều thoát khổ tức thì an vui phát tâm vô thượng đời đời lân lân hạnh phúc cõi trời thiền na con xin đành lễ phật đà quy tam bảo ta bà mười phương sự sanh cử từ vô thủy đến nay đã tạo căn điều tội lỗi hoặc tự làm hoặc báo người làm hoặc thấy làm ác vui theo đối với của chùa tham của chúng tăng hay của chúng tăng trong bốn phương nếu mình lấy hoặc báo người khác lấy hoặc thấy người trộm lấy tùy hỷ về tội ngủ vô gián hoặc mình làm hoặc dạy người khác làm hoặc thấy người làm vui lòng theo mười nghiệp bất thiện hoặc mình tạo hoặc báo người khác tạo hoặc thấy người tạo rồi mình ưa vui theo những tội chương đã làm hoặc có che giấu hoặc không che giấu phải đọa vào địa ngục quỷ đói và súc sanh cũng như các đường khác chốn biên địa dòng hạ tiện những kẻ biển lệ xa các chỗ như thế những tội chướng chúng con đã làm hôm nay đều thành tâm cuối xin sám mà hối giờ đây các đừng phần thế tôn chừng biết cho chúng con thường nghĩ đến chúng con trước chư phật bồ tát chúng con phải bộc bạch như vậy hoặc đời này hay đời khác của chúng con từng làm các việc bồ thí hoàn giữ đường giới thanh tịnh nhận đến thì một bốc cơm cho các loài súng sanh hoặc tu tình hạnh căn lành đã có thành tựu chúng sanh căn lành đã có tu hạnh bồ đề căn lành đã có và trí vô thượng căn lành đã có
Tất cả hợp lại so sánh trừ tinh thái đều hồi hướng cho quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác như các đấng Phật đời quá khứ hiện tại và vị lai đã làm biện hồi hướng. Chúng con cũng xin hồi hướng như thế các tôi đều sám hồi ca phước xin tùy và nhờ công đức thánh Phật nguyện thành trí vô thường. Chư Phật trong ba đời rất hơn kháng chúng sanh biển công đức không lường con nay thành kính lại. Mười phương thế giới có công mà ba đời vạn loài cầu mong đại hùng mà con nay ba nghiệp viễn dung lệ khắp tất cả không trung môn lòng mà phổ hiền hạnh nguyện thần thông khiến cho đệ tử trong vòng Như Lai mỗi thân hiện khắp trần ai mỗi thân lễ lại kim đài liên hoa. Ở trong cõi phận hằng xa đại hội Bồ Tát môn nhà độ sanh vô tận pháp giới tinh anh tin sâu Phật pháp thanh danh xuất trần. Mỗi người tiếng vọng có phần phát ra thánh thoát tâm thần sáng trưng tương lai mỗi kiếp tôn xưng khen ngợi Phật đức các tình rất sâu. Tràng hoa tươi tốt muôn màu ai âm nhà ca vĩnh lòng hầu hướng bay trang nghiêm thành kính xưa nay con đem dân cung đức thầy Như Lai thương y có một không hai đèn đuốc soi sáng trong ngoài đường đi cao như quả núi Tu Di thành tâm dân cung các vị thế tôn. Con nay mở rộng tâm hồn tin sâu Phật pháp trường tồn từ lâu phổ hiền nguyện lực rất sâu cúng dường cùng khắp nhiễm màu Như Lai. Xưa con tạo các nghiệp sai đều do ba động hòa tai thân miệng ý triền miên giờ đây mới biết lòng chuyên sám trừ. Mười phương các loại đồng cư hữu học vô học tâm tư nhị thừa Như Lai Bồ Tát xa xưa tùy công đức cho vừa lòng đèn tuệ thắp sáng cầu xin Bồ Đề thành tựu đứng tin bắt đầu chúng con kinh thỉnh nguyện cầu chuyển xe diệu pháp đạo màu đã ban. Chư Phật muốn nhập niên bàn con thánh vị hàng phàm ngu cứu trụ giáo hóa công phu chúng sanh lợi lạc đường tu chuyên cần. Cúng dường lễ tán đa phần thánh
phần trụ thế tâm chân độ đời, tùy hỷ sám hối khắp nơi chúng sanh phần đạo đồng thời. Xin đem công đức nhiệm màu hướng về thượng giới Minh Châu, hiện bày tánh tướng tam bảo tự rày, dung thông hai đế chờ ngày thành công. Phương đứng như nước biển đông, tân ca hoàng chướng từ nay xin đều tiêu diệt, xin thay phép màu mỗi niệm trí tuệ làm đầu, chúng sanh đồ hết không cầu trả ơn, hư không thế giới có sợ nghiệm và phiền não đều quên hư không. Bốn pháp như thế dung thông, cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Ái dục thân nghiệp thứ ba, gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh, theo lời Phật dạy trong kinh, ai đem vạn trạng thiên hình ngu si. Ngục tù chướng ngại u mê, luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân, cuộc đời sống tựa mây vần, đóng thương vô định mấy lần tu di. Không than nước mắt đầm về, nếu đem tích chứa suối khe nào bằng, vương vòng ái dục vi bằng, biển mê sinh tử thích thần rối ren. Địa ngục thông khổ mây phen, cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than, súc sinh quả bao thân cam, bồ câu chim sẽ tanh hàm dâm tàn. Nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo nhà chẳng vui, bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phẩm tiền tha thiết khẩn cầu, ăn năn sám hối tật sâu phát lô, kể từ vô thủy đến giờ luân thường chẳng giữ tương tư vợ người. Mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi, xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan, thì kheo ni cũng tính toan, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đường. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng, trắng hoa mèo má gà đồng, chẳng phải
phân biệt đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời chí thành sám hối sau thời ăn năn, nhờ công sám hối nào phiền ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh, thập phần tướng tố quang minh thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dùng vọng ái ân biết đời hư ảo hồng trần thoát ly, trong mơ cũng chẳng suy vì như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần quy đánh lễ pháp thân Phật
Nó thường gây những khó khăn, chẳng cho hạt giống thiện tâm phát hành. Não phiền như nước lũ nhanh, cuốn phăng mọi hạt giống lành thế gian. Khiến ta không khổ gian nan, đắm trong sinh tử muôn vàng khổ đau. Não phiền chẳng chịch với nhau, như vòng xích sắt khóa cầu liễu sanh. Không cho ai thoát ngục hình, không cho ai khỏi tứ sinh luân hồi. Vì dòng nhân quả đời đời ra và sao nếu không nơi quay về. Không đường ra khỏi bến mê, nay con lợi dụng cần kề chữ tôn. Giúp con gội rửa tâm hồn, một lòng vận dụng pháp môn nhiệm màu. Con xin một giả khẩn cầu, thiện tâm tăng trưởng ân sâu Phật Đà. Kể từ vô thị ra vào, trôi lăn sao cõi hằng hà khổ đau. Tưởng mình tâm thức thanh cao, biết đâu dài xa vào mấy mai. Hoặc nuôi ba độc trong nhà, hoặc về ba lầu sanh ra nỗi này. Hoặc do ba khổ đọa đày, hoặc do ba hữu mà bài oán thiên. Để cho phiền não nổi lên, tạo ra vô lượng vô biên tội tình. Nay còn xấu hổ tự trình, cầu mong sám hối tội mình từ xưa. Kể từ vô thủy đến giờ, hoặc theo bốn trụ, hoặc thừa bốn lưu, hoặc do bốn thủ mà chiếu, hoặc dùng bốn chấp, hoặc chiều bốn duyên. Hoặc do bốn đại gây nên, hoặc do bốn phước bốn triền bốn tham. Việc lành chẳng nhẫn chịu làm, mặc cho phiền não gieo mầm tử sinh. Vô biên vô lượng tội tình, chúng sinh sáu đào ngục hình tử giam. Ngày nay phát lộ quý tam, cầu xin sám hối mong làm thiện nhân. Ngày kể từ vô thủy chẳng phân, hoàng gió năm trú xoay vần trong tay. Hoặc do năm cái mà ra, hoặc do năm kiến, hoặc là năm sang. Năm tâm phiền não dâng tràn, cam lòng chịu khổ gian nan trọn đời. Con xin sám hối mọi thời, ngày đêm tinh tấn chẳng rời ăn năn. Hoặc do mê muội sáu căn, hoặc do sáu thức tâm thần đảo điên. Hoặc do sáu tưởng mà nên, hoặc do sáu thọ lụy liền sáu hành. Hoặc do sáu ái hoành hành, sáu nghi để khổ tranh giành nổi lên. Thần là thông khổ vô biên, con xin sám hối não phiền đã cam anh. Hoặc do bảy lậu khó kham, hoặc do bảy sữa như chạm dính tay. Hoặc do tám đảo mà sai, hoặc do tám có nên đầy kiếm hoan. Hoặc do tám khổ nấu hầm mà phiền não hải ngấm ngầm chúng sanh. Con xin sám hối chi thành, cầu xin chư Phật ý tình ngu si. Hoặc do chính não tràn trề,
hoặc do chính kiếp mê mê tỉnh phàm, chính duyên chẳng chịu tiêu phần, hoặc do mười nghiệp không phân nghiêm nào. Mười một biên sự câu cao, mười hai thứ nhập nắng nhào tử sinh, mười sáu trì kiếm không hoành, mười tám thứ giới ngũ hình bao la, hai mươi lăm ngã trần xa, sáu mươi hai kiến toàn là nghiệp nhân, tám mươi tám sự hoặc tâm, cộng thêm mười sự trong tầm hoặc tư. Một trăm lẻ tám có dư, phiền não bùng cháy đốn trừ tâm can, mở toan cửa ngõ mối vàng, cho mọi tập xấu rộng đàn nhập tâm, ta coi ta phúc âm thầm, hải hàng hiền thánh phá ngầm chúng sanh. Khâm trọng tam giới hữu tình, không sao tránh khỏi khổ sinh ngâm tràn, cầu xin chư Phật rải ban, từ bi cứu độ muôn vàng tội xương. Phá tầm sám hối mong nhờ, mười phương tam bao dẫn đưa về. Nguyện nhờ công đức cao dày, khóa môn sám hối đêm ngày hằng chuyên, ăn năn ba số não phiền, cho con ba nguyện hiến nhiên đang thành. Sáng soi ba tuệ ba minh, ba khổ cũng diệt tâm hành sạch trong, não phiền bốn số trong lòng, nhờ công sám hối thầy cùng tiêu tan. Bốn vô lượng bốn tín tâm, ác duyên thống khổ không cần sợ chi, nhân duyên năm số đồng thì siêu thoát năm đạo hộ trì năm căn. Năm phần năm mắt như băng, đời đời kiếp kiếm chẳng hằng dính nhớ, thần thông sao thứ có dư, sao trần chẳng thể làm mờ trăng sao em. Sáu ba la mật hạnh cao, sáu thứ diệu hạnh lúc nào cũng thanh, nhiễm ô chẳng vương trên mình, nhờ ơn cam lộ nước lành từ bi, nguyên nhân bảy số trở đi, cho đến mười số tức thì tiêu tan. Ngồi hoa thanh tịnh yên bàn, tám công đức thủy quay màn lưỡi xanh, hành mười vị cũng viên thành, đoạn trừ chín đô thực hành chín phen. Nguyên nhân mười một trở lên, mười hai mười tám nhân phiền não tiêu, nhằm vào thể tánh cao siêu, tánh không lý giải muôn điều đều thông. Bánh xe chánh phá chuyển vòng, ngư tòa tử tại trong lòng tỉnh thanh, mười tám bất công hoàn thành, vô lượng công đức sẵn dành độ tha. Nguyện dù ở tại ta bà, cũng không thôi chuyện tà ma phục hàng, nguyện lòng cung kính mười phương, chí thành lễ lại cung dường chư tôn. Nguyện nhờ công đức
chi thân sám hối mà được thân hình kim cang, sống lâu vô lượng tuổi vàng, không còn vương mắc vào đàn tật sân, không còn tư tưởng hại nhân, tâm từ bi cùng bội phần thăng hoa, thương người như thể con ta, thấy ai nguy chẳng nề hà tính toán anh. Chúm cho tới chỗ an toàn, còn đem chánh pháp luận bàn độ nhân, người người đều cảm Phật ân, không còn sợ hãi mười phần mừng vui, quy hết thảy Phật rồi, con đem tính mạng gửi nơi Phật Đà. Lời vàng Phật dạy trong kinh, ba chướng phải diệt tu hành mới nên, ăn năn sám hối cần chuyên, thề tiêu ba chướng đoạn phiền trần lao. Diệt ba chướng tận ly hào, sáu giác mười nghiệm trần lao sanh dần, bốn ngàn tam vạn khổ luân, cũng nhờ sám hối được phần tịnh tâm.
Con nguyện trì tụng pháp lành, Nam mô chư Phật đồng thanh hộ trì, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, 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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, 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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, 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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Cũng vì những lý do trên, hôm nay đệ tử thề nguyện thành tâm sám bằng tất cả tinh thần, tất cả mạng sống bảy tâm vương bờ. Một là hổ thẹn nghiệp dư, con cùng với Phật khi xưa môn hàng, mà nay Phật đã thành toàn, đã thành vô thượng trong hàng thánh nhân. Con còn đắm đuối hồng trần, còn đang chìm nổi bao lần tử sanh. Tu hành chẳng thấy mối manh, con đường giải thoát tội tình còn nguyên. Thật đang xấu hổ ưu phiền, thế mà chẳng thẹn huyên thuyên nói cười. Hay là sợ hãi ngập trời, cùng loài phàm tục sống đời vô thiên anh. Chẳng về tội lỗi triền miên, trên xa địa ngục xa nghiền khảo tra. Xúc sanh quỷ đói ác ma, đắm chìm muôn kiếp thật là sợ thay. Ba là chán ghét thân này, luân hồi sanh tử tra vai nghiêm trần. Hãy xem sông chén xoay bần, vô thường vô ngã thân chân chỗ nào. Khổ đau tám thứ nấu xào, sớm còn tối mất khác nào phù vân. Toàn thân chẳng khác uế phân, chẳng gì trong sạch chẳng phần thành cao. Mà chưa chan bỏ hay sao, là người có trí lẽ nào không hay. Bốn là giọng mạnh không tày, tu hành tinh tấn mong ngày thành công. Tụng kinh học pháp một lòng, theo gương đại giá không mong an nhàn. Phật thân chẳng thể nghĩ bàn, do vô lượng phước muôn vàng huệ sinh. Sáu ba la mật chuyên tinh, 37 phẩm tu hành trở duyên. Thực hành từng phút chẳng quên, cầu nhất thế trí bổn nguyên hữu tình. Năm tâm phân biệt chẳng sinh, oán thân bình đẳng người mình không hay. Xưa nay đã tạo nghiệp sai, cho nên vướng mắc hình hài phàm phu. Khổ đau đài đoa nghìn thu, gây bao tội ác oán thù triền miên. Nay xin xóa bỏ ưu phiền, thân thù hai ngã có
con nguyện chẳng vương anh. Sáu là ơn Phật to tường, xưa kia Phật cũng trong đường trầm luân, sám giác ngộ khổ hồng trần, phán tâm bố thí tay chân đầu mình. Cho luôn vợ đẹp con sinh, bảy thứ trần bao quốc thành chẳng vương, cũng vì hai chữ tình thương, sáu năm khổ hạnh chỉ đường chúng sanh. Muốn cho thế giới yên lành, muốn cho nhân loại hoàn thành phận tâm, làm sao bao nổi phận ân, và khiên dấu nặng ngần ai chi. Thân tâm muôn kiếm bỏ đi, cũng không báo nổi ân về chúng sanh, để đem chánh pháp diệu tinh, trải vô lượng khổ pháp lành nói ra. Nay con báo đức Phật đã, một đời xin nguyện thiết tha tu hành, mong sao đạo cả viên thành, hộ trì tam bảo pháp lành truyền sang. Đại thừa chánh pháp tuyên ra, đưa nhân loại thoát ta bà khổ đau, tỳ lô tánh hải cũng vào, ấy là ơn phận thâm sau bao đền. Bảy là quán sát tội kiên, tội do đầu tới triền miên chất chồng, tánh chân muôn sự đều không, chỉ do vọng tưởng mà lòng cảm chiếu anh. Do nhân duyên tạo mọi điều, phát sinh tội lỗi gây nhiều trái oan, lời kinh phân dạy rõ ràng, bao nhiêu nghiệp tội của hàng chúng sanh. Nhân duyên thác loạn mà sanh, nhân duyên đoạn diện tội tình hoàn không, tâm tội vốn chẳng ở trong, lại chẳng ở giữa cũng không ở ngoài. Chúng con trước chư Phật
gần Bồ Tát. Chúng con phải bộc bạch như vậy, hoặc đời này hay đời khác của chúng con từng làm các việc bố thí hoằng giữ đường giới thanh tình, nhận đến thì một vóc cơm cho các loài súng sanh, hoằng tu tình hạnh căn lành đã có thành tựu, chúng sanh căn lành đã có tu hành, Bồ Đề căn lành đã có và trí vô thượng căn lành đã có. Tất cả hợp lại so sánh trụ tinh thai đều hồi hướng cho quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, như các đấng phận đời quá khứ hiện tại và vị lai đã làm việc hồi hướng. Chúng con cũng xin hồi hướng như thế, các tôi đều sám hồi ca phước xin tùy ý và nhờ công đức thánh phật nguyện thành trí vô thường. Chư phần trong ba đời rất hơn các chúng sanh, biển công đức không lường, con nay thành kính lạy. Mười phương thế giới có công, mà ba đời vạn loài cầu mong đại hùng, mà con nay ba nghiệp viễn dung, lệ khắp tất cả không trung môn lòng, mà phổ hiền hạnh nguyện thần thông, khiến cho đệ tử trong vòng Như Lai mỗi thân hiện khắp chẳng ai, mỗi thân lễ lại kim đài liên hoa. Ở trong cõi phận hằng xa, đại hội Bồ Tát môn nhà độ sanh, vô tận pháp giới tinh anh, tin sâu Phật pháp thanh trần. Mỗi người tiếng vọng có phần, phát ra thánh thoát tâm thần sáng trân, tương lai mỗi kiếp tôn xưng, khen ngợi Phật đức các tình rất sâu. Tràng hoa tươi tốt màu ai âm nhà ca vĩnh lòng hầu hướng bay, trang nghiêm thành kính xưa nay, con đem dân cung đức thầy Như Lai. Hương y có một phóng hai, đèn đuốc soi sáng trong ngoài đường đi, cao như quả núi Tu Di thành tâm cung các vị Thế Tôn. Con nay mở rộng tâm hồn, tin sâu Phật pháp trường tồn từ lâu, phổ hiền nguyện lực rất sâu, cúng dường cùng khắp nhiệm màu Như Lai. Xưa con tạo các nghiệp sai, đều do ba động hòa tai nối liền, từ thân miệng ý triền miên, giờ đây mới biết lòng chuyên sám trừ. Mười phương các loại đồng cư, hữu học vô học tâm tư nhị thừa, Như Lai Bồ Tát xa xưa tùy hỷ công đức cho vừa lòng ấy tin.
đèn tuệ thắp sáng cầu xin Bồ Đề thành tựu đứng tin bắt đầu. Chúng con kinh thỉnh nguyện cầu chuyến xe diệu pháp đạo màu đã ban. Chư Phật muốn nhập niên bàn, con xin kinh thỉnh vị hàng phàm ngu cứu trụ giáo hóa công phu. Chúng sanh lợi lạc đường tu cúng dường lễ tán đa phần, thánh phần trụ thế tâm chân độ đời. Tùy hỷ sám hối khắp nơi, chúng sanh phần đạo đồng thời in sâu. Xin đem công đức nhiệm màu đầu. Chúng sanh đồ hết không cầu trả ơn, hư không thế giới có sợ nghiệp và phiền não đều quên hư không. Bốn pháp như thế dung thông, nguyện nay hồi hương cõi lòng cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Ai dục thân nghiệp thứ ba, gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh. Theo lời Phật dạy trong kinh, ai đem vạn trạng thiên hình ngu si ân. Ngục tù chướng ngại u mê, luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân. Cuộc đời sống tựa mây vần, đóng thương vô định mấy lần tu di. Không than nước mắt nằm về, nếu đem tích chưa suối khe nào bằng. Vương vòng ái dục vi bằng, biển mê sinh tử thích thần rối ren. Địa ngục thông khổ mây phen, cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than. Súc sinh quả bao thân cam, bồ câu chim sẽ tánh hàm dâm tàn.
nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo, nhà chẳng vui, bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phẩm tiền tha thiết khẩn cầu, ăn năn sám hối tật sâu phát lô, kể từ vô thủy đến giờ luân thường chẳng giữ tương tư vợ người. Mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi, xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan, thì kheo ni cũng tính toan, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đưa. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng, mà trắng hoa mèo má gà đồng, mà chẳng phân biệt hàng đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sau thời ăn năn, nhờ công sám hối nào phiền, ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh, thập phần tương tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dục vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly, trong mơ cũng chẳng suy vì quy đánh lễ pháp thân Phật Đà. Trong kinh lời phân rành rành, không trừ ba chướng tội tình luân lưu, một là phiền não chẳng thiếu, hai là ác nghiệp muôn điều khổ đau, ba là khổ báo trước sau. Ba điều chướng ngại nương nhau tạo thành, vì phiền não ác nghiệp sinh, lại vì ác nghiệp bao hành khổ đau. Nay con đã hiểu nghĩa màu, chí thành sám hối đề đầu kính tin. Đề đầu sám hối vẫn tiền, ăn năn ý nghiệp liên miên ta thành, nghiệp thân nghiệp miệng cũng đành, tùy theo nghiệp ý mà hành động theo anh. Ý gieo ma độc hiểm nghèo, tham lam sân hận còn đều si mê, chính vì ngu tối lệ thề, tin theo tà kiến say mê sâu trần. Trong kinh lời phân ân cần, chỉ bài nẻo ác do nhân tự trồng. Tham sân si độc trùng trùng, xa vào địa ngục chẳng hồng thoát ra. Súc sanh ngạ quỷ cũng là do ba độc ấy khó mà đổi thay. Dù cho trở lại có ngày, làm người cũng phải mang hoài nghiệm xưa. Nghèo nàn cô quá lọc lừa, hung hăng đờ
trần đốn sắc sơ môn đời. Còn bao quả bao tài trời cũng vì ý nghiệp tơi bời khổ đau à, con này chỉ thiết khấn cầu Phật tiền con lại dâm đầu ăn ấy năng. Dập đầu sám hối nghiệp căn à, đều do ý tạo vô vàng nghiệp nhân à, chư Phật Bồ Tát ân cần à, cùng chư thánh chúng lý chân à, tự thành đã từng chỉ giải đành rành à, bằng nhiều phương tiện thực hành tiến tu à, phải coi phiền não như thù à, vì phiền não nhập che mù tuệ căn anh. Nó thường gây những khó khăn à, chẳng cho hạt giống thiện tâm phát hành à, não phiền như nước lũ nhanh à, cuốn phân à, mỗi hạt giống lành thế gian ơi. Khiến ta thông khổ gian nan à, đắm trong sinh tử muôn vàng khổ đau, não phiền chằng chịt với nhau à, như vòng xích sắt khóa cầu liễu sanh anh. Không cho ai thoát ngục hình à, không cho ai khỏi tứ sinh luân hồi à, vì dòng nhân quả đời đời ra và sao nếu không nơi quay về. Không đường ra khỏi bến mê à, nay con lợi dụng cần kề chữ tôn à, giúp con gội rửa tâm hồn à, một lòng vận dụng pháp môn nhiệm màu. Con xin một giả khẩn cầu à, thiện tâm tăng trưởng ân sâu Phật Đà. Kể từ vô thị ra vào à, trôi lăn sao cõi hận hà khổ đau à, tưởng mình à, tâm à, thức thanh cao à, biết đâu dại xa vào bẫy mai. Hoặc núi ba độc trong nhà à, hoặc về ba lầu sanh ra nỗi này, hoặc do ba khổ đọa đày, hoặc do ba hữu mà bài oán thiên. Để cho phiền não nổi lên tạo ra vô lượng vô biên tội tình, nay còn xấu hổ tự trình cầu mong sám hối tội mình từ xưa. Kể từ vô thị đến giờ, hoặc theo bốn trụ, hoặc thừa bốn lưu, hoặc do bốn thủ mà chiếu, hoặc dùng bốn chấp, hoặc chiều bốn duyên nên. Hoặc do bốn đại gây nên, hoặc do bốn phước bốn triền bốn tham, việc lành chánh nhẫn chịu làm, mặc cho phiền não gieo mầm tử sinh. Vô biên vô lượng tội tình, chúng sinh sáu đào ngục hình tử giam, ngày nay phát lộ quý tam mà cầu xin sám hối mong làm thiện nhân. Ngày kể từ vô thí chẳng phân hoàng gió năm trú xoay vần trong tay, hoặc do năm cái mà ra, hoặc do năm kiến, hoặc là năm sang, năm tâm phiền não dân tràn, cam lòng chịu khổ gian nan trọn đời.
Con xin sám hối mọi thời, ngày đêm tinh tấn chẳng rời ăn năn, hoặc do mê muội sao căn, hoặc do sao thức tâm thần đảo điên, hoặc do sao tưởng mà nên, hoặc do sao thọ lụy liền sao hành, hoặc do sao ái hoạn hành, sao nghi để khổ tranh giành nổi lên. Thật là thông khổ vô biên, con xin sám hối não phiền đã cam anh. Hoặc do bảy lậu khó kham, hoặc do bảy sữa như chàm dính tay, hoặc do tám đảo mà sai, hoặc do tám cố nên đầy kiếm hoang, hoặc do tám khổ nấu hầm mà phiền não hải ngấm ngầm chúng sanh, con xin sám hối chi thành, cầu xin chư Phật ý tình ngu si, hoặc do chính não tràn trề, hoặc do chính kiếp mê mê tỉnh phàm, chính duyên chẳng chịu tiêu phần, hoặc do mười nghiệp không phân nghiêm nào. Mười một biên sự câu cao, mười hai thứ nhập nắng nhào tử sinh, mười sao trì kiên tung hoành, mười tám thứ giới ngũng hình bao la, hai mươi lăm ngã trần xa, sáu mươi hai kiến toàn là nghiệp nhân, tám mươi tám sự hoặc tâm, cộng thêm mười sự trong tầm hoặc tư. Một trăm lẻ tám có dư, phiền não bùng cháy đốn trừ tâm can, mở toan cửa ngõ mối vàng, cho mọi tầm sâu rộng đàn nhập tâm, tác oai tác phúc âm thầm, hải hàng hiền thánh phá ngầm chúng sanh. Khâm trọng tam giới hữu tình, không sao tránh khỏi khổ sinh ngâm tràn, cầu xin chư Phật rải ban, từ bi cứu độ muôn vàng tội xương. Khoa tầm sám hối mong nhờ, mười phương tam bao dẫn đưa về. Nguyện nhờ công đức cao dày, phá môn sám hối đêm ngày hằng chuyên, ăn năn ba số não phiền, cho con ba nguyện hiến nhiên đang thành. Sáng soi ba tuệ ba minh, ba khổ cũng diệt tâm hành sạch trong, não phiền bốn số trong lòng, nhờ công sám hối thầy cùng tiêu tan em. Bốn vô lượng bốn tín tâm, ác duyên thống khổ không cần sợ chi, nhân duyên năm số đồng thì, siêu thoát năm đạo hộ trì năm căn. Năm phần năm mắt như băng, đời đời kiếp kiếp chẳng hằng dính nhớ, thần thông sao thứ có dư, sao trần chẳng thể làm mờ trăng sao anh. Sao ba la mật hạnh cao, sao thứ nhiều hạnh lúc nào cũng thanh, nhiễm mơ chẳng vương trên mình, nhờ ơn cam lộ nước lành từ bi, nguyên bảy số trở đi, cho đến mười số tức thì tiêu tan anh. Ngồi hoa thanh tịnh yên bàn, tám công đứng thủy quay mang lưỡi xanh, hành
mười vị cúng viên thành, đoạn trừ chín đô thực hành chín phen. Nguyên nhân mười một trở lên, mười hai mười tám nhân phiền não tiêu, nhằm vào thế tánh cao siêu, tánh không lý giải muôn điều đều thông. Bánh xe chánh phá chuyển vòng, ngự tòa tử tại trong lòng tỉnh thanh. Mười tám bất công hoàn thành, vô lượng công đức sẵn dành độ tha. Nguyện dù ở tại ta bà, cũng không thôi chuyện tà ma phục hàng. Nguyện lòng cung kính mười phương, chí thành lễ lại cung dường chư tôn. Nguyện nhờ công đức chi thành, sám hối mà đưa thân hình kim cang, sống lâu vô lượng tuổi vàng, không còn vương mắc vào đàn tật sân. Không còn tư tưởng hại nhân, tâm từ bi cùng bội phần thăng hoa. Thương người như thể con ta, thấy ai nguy chẳng nề hà tính toán. Chúm cho tới chỗ an toàn, còn đem chánh pháp luận bàn độ nhân. Người người đều cảm Phật ân, không còn sợ hãi mười phần mừng vui. Quy hết thảy phân rồi, con đem tính mạng gửi nơi Phật Đà.